Hello, xin chào các bạn tới ITP Club Channel. Thì hôm nay là ngày 10 tháng 1 năm 2022, thì mình tiếp tục quay lại trở lại để tổng kết lại thị trường và nhận định cho mọi người về thị trường cũng như là chia sẻ những cái nhóm ngành và những cái cổ phiếu đang ảnh hưởng tới chỉ số chung của chúng ta. Rồi, thì đầu tiên thì mình cũng mở qua thị trường để cho mọi người cũng có những cái góc nhìn. Đây, thì chúng ta thấy được là hôm nay thì cũng có một cái giảm điểm mạnh, tương đối mạnh, và giảm hơn 24 điểm và tương đương với lại 1,62%, và thanh khoản tăng lên rất là mạnh. Và có một cái hiện tượng là chúng ta thấy là thị trường đang có những cái hiện tượng gọi là đơn không đứng đứng hình, và có 141 mã tăng và tới 308 mã giảm. Và trong nay thì thấy một điều là cái chỉ số về như VN30 đã có những cái lúc nó gần bằng với lại cái chỉ số VN-Index, và hôm nay thì trong VN30 thì kết phiên thì nó vẫn giảm 17 điểm, hơn 17 điểm và tương đương với 1,14%, vẫn ít hơn so với lại thị trường chung, và là 24 mã giảm và con trong đó có 24 mã tăng và 2 mã đứng giá. Thì ở đây thì các bạn cũng sẽ thấy được là thị trường hôm nay cũng giảm rất là mạnh, và cũng có những cái cổ phiếu về bất động sản, đặc biệt là các cổ phiếu bất động sản là có và xây dựng là giảm những cái phát súng đầu tiên, gọi là giảm sàn. Giảm sàn về trong phiên thì tăng trần đó, nhưng mà cuối phiên này là giảm sàn đó. Những cổ phiếu như về nhà họ Broad, ở nhà của anh Quyết chẳng hạn. Thì vào nhìn ở đây thì các bạn thấy được là hôm nay khối ngoại cũng có những cái sự bán đó, bán ròng cũng tương đối đó, bán ròng cũng tương đối ở cái vùng này, tương đương với lại 475 tỷ. Và các cổ phiếu mà có lượng mua bán ròng của khối ngoại thì bên mua thì phải là có cổ phiếu như HAG, HPG, STB, rồi HDB, NTL, PHC và chứng chỉ quỹ, rồi CTG, Vinhome và BCM. Thì trong cái bán ra thì thấy là có như CI, PRE, FLC, Novaland cũng là một cái chứng chỉ quỹ, rồi tiếp theo là HBC, Vinamilk 3A và VND và Nam Cà Mau. Đó là thấy là bị bán ra. Còn trong các tổng hợp về thị trường thì các anh chị và các bạn cũng sẽ thấy đó, hôm nay thì các ngành về du lịch và giải trí có những cái sự bật tăng, và nhóm ngành về truyền thông còn lại thì thấy là giảm rất mạnh về cái nhóm về như viễn thông, điện nước, xăng dầu và dịch vụ tài chính, nhóm hóa chất, nhóm dầu khí đó, và cái nhóm về vật liệu xây dựng, nhóm y tế. Thì đa phần thì chúng ta thấy là có một cái sự giảm điểm ha, giảm điểm so với giảm điểm cũng tương đối là mạnh trong cái nhóm ngành của thị trường. Và nhìn qua chúng ta cũng sẽ thấy được là các cổ phiếu
nó ảnh hưởng tới chỉ số chung của chúng ta rất lớn, đó là về như các cổ phiếu về GAT này, BCM đó, cuối phiên giảm sàn, rồi Novaland, GVR, Pao, Techcombank, DG, SSB, rồi SHB, SSI. Thì trong chiều tăng thì có tác động cũng tương đối thôi chứ cũng không có nhiều. Thì em thấy là có HVN, HAG và VRE, Công Thương, HNG, VCG, VIX và STB và SCR, NBB. Đó là những cổ phiếu mà thấy là ảnh hưởng tới chiều tăng nhưng không đáng kể so với những cổ phiếu mà giảm mạnh như thế này. Rồi, chúng ta cùng sẽ nhìn qua được thị trường chung. Thì ở đây thì các bạn thấy là sau khi có mất đi những cái vùng giá như những cái nến thấp ở đây, đúng không? Những cái nến thấp ở đây ở cái vị trí là 1518 ở đây, thì đó đây là đang có những cái điều chỉnh mạnh. Đó, những cái điều chỉnh mạnh đối với thị trường chung. Và anh thấy là ở đây nó có cái hỗ trợ của thị trường chúng ta là cái vùng giá 1492. Ở cái vùng 1492 này là một cái vùng hỗ trợ tương đối, không, là một cái hỗ trợ tương đối của thị trường chung. Cho nên là nếu mà anh thấy là những cái vùng hỗ trợ này, đó là một cái hỗ trợ ha. Và cái thứ hai, đó là cái vùng hỗ trợ thứ hai, đó là cái vùng mà 1455. Đó, 1455 cũng là một cái hỗ trợ thứ hai đối với lại index chúng ta nếu mà có những cái điều chỉnh giảm sâu. Đó, và ở đây thì bạn thấy là một cái khối lượng giao dịch khá là nhiều ở cái vùng quanh, ở cái vùng 1473 đó, đó vẫn là một cái hỗ trợ tiếp theo, nó giao dịch nhiều, đó là một cái hỗ trợ cho index nếu mà có những cái điều chỉnh tương đối, nếu mà thủng qua cái vùng 1490 đó, hiện tại là đó là những cái hỗ trợ ha. Và nhìn chung thì các bạn và các anh chị cũng thấy được là thị trường của chúng ta là vẫn đang trong một cái uptrend, đúng không? Vẫn là một cái uptrend, cho nên là điều chỉnh về những cái hỗ trợ như 1490 hoặc là 1470 nữa thì thấy là vẫn là một cái rất tích cực đó, vẫn rất tích cực nha. Đó, cho nên là mình cũng thấy là nếu mà chỉnh về những cái vùng hỗ trợ này ở 1492 này sẽ tích lũy tốt để có thể sự bật tăng, chúng ta cần quan sát tiếp tục của VN-Index chúng ta ở cái vùng hỗ trợ tiếp theo, và cũng như là nó có cái sự lắp ráp lại trước khi nó bật tăng lại ha. Thì hôm nay thì các bạn và các anh chị thấy được là cái nhóm mà ảnh hưởng tới thị trường chung của chúng ta cũng rất mạnh, đó là mình thấy là về cái nhóm về dầu khí, thấy không? Đó. Về cái nhóm về dầu khí thì chúng ta thấy là gồm các cổ phiếu như gas. Đó. Gas nó giảm mạnh thì chúng ta thấy là cũng là chuyện hôm nay là giảm 5%, đúng không? Giảm 5% so với phiên ngày hôm qua. Hơn 5%. Và anh thấy là ở đây thì sau khi gặp có những cái kháng cự này thì em thấy là nó điều chỉnh, đúng không? Và em thấy là nhìn về mặt dài hơn thì nó có những cái hỗ trợ như cái vùng 98 vẫn là một cái vùng hỗ trợ cho gas. Đó, em thấy là nếu mà chỉnh về những khu vực 98 thì em thấy là nó trở về là những cái vùng nền như thế này. Đó, trở về lại những cái vùng nền như thế này của cổ phiếu gas nha. Thì gas thấy là đi nó đang trong một cái downtrend, cho nên là nó vẫn là có khả năng phải tích lũy một thời gian khá là dài. Còn mà chúng ta nhìn qua thì các bạn thấy được là những cái hiện tượng mà như là V50, đúng không? Về như V50 thì chúng ta thấy là đang có một cái sự tích lũy khá là mạnh ở đây, vẫn đang loanh quanh ở khu vực hỗ trợ. Cho nên là nếu mà chúng ta thấy là tiếp tục quanh ở khu vực này, mà nếu mà ngày mai bật tăng thì chúng ta cũng sẽ để quan tâm tới những cái nhóm ngành. Đó, những cái nhóm ngành như các cổ phiếu về nhóm ngành về ngân hàng, đúng không? Thì ngân hàng nếu mà tiếp tục mà có những cái điều chỉnh về những khu vực ở 190 này và những cái vùng hỗ trợ như thế này thì các bạn và các anh chị thấy được đây là những cái mà gọi là tiềm năng tăng giá và tích lũy, thì khả năng thì nó sẽ là bật bật tăng được tốt trong thời gian tới của cái nhóm ngành ngân hàng ha, nhóm ngành ngân hàng. Đó, cho nên là mình cũng sẽ chia sẻ mọi người về những cái nhóm ngành ngân hàng, rồi các
nhóm như mà ta cần để ý đó là các nhóm về nhà họ Vingroup đó, về nhà họ Vingroup đó, về VIC này, VIC thì các bạn và các anh chị thấy là nó cũng đã điều chỉnh đó, cũng điều chỉnh và đang tích lũy trở lại ở cái vùng này đó, và nó có những cái vùng hỗ trợ như quanh khu vực 100 đó, 99% đó là khu vực hỗ trợ cho VIC nếu mà có điều chỉnh xảy ra. Đúng không? Thì Vinhome thì thấy là vẫn đang tích lũy, cho nên là các bạn nếu mà đầu tư thì dài thì ta cần quan tâm tới cổ phiếu Vinhome. Cho nên là hôm nay mình thấy là những cái cổ phiếu về Vinhome thì VRE thị trường có chỉnh thì nó cũng không có chỉnh nhiều, đúng không, mà vẫn có sự bật tăng và tích lũy đứng giá đó. Như vậy VRE thì hôm nay cũng có sự bật tăng và thị trường chung giảm, như vậy nó vẫn giữ được cái đà tăng đó và vẫn là đang trong cái vùng tích lũy cận cái vùng đỉnh, thì bạn cũng cần quan tâm đối với cái nhóm nhóm này đó. Và các cổ phiếu mà giảm mạnh trong ngày hôm nay như chúng ta hình thường chung thì có BCM đó. BCM thế là hôm nay cũng điều chỉnh và cũng quay giảm bất ngờ vào cái phiên ATC, cho nên là nó cũng làm cái chỉ số chung cũng giảm mạnh, giảm mạnh theo, và cái đà tăng như thế này thì chúng thấy là vẫn đang trong một cái uptrend thôi đó. Và hôm nay thì nó cũng có một cái mất hỗ trợ chút, thì chúng ta cần quan sát phiên ngày mai sẽ như thế nào để có hồi phục hay không, vì chúng thấy là nó giảm mạnh trong cái phiên ATC thì có vẫn có thể bị trả điểm số trở lại đúng không. Và Novaland đó, Novaland thì chúng thấy là đang điều chỉnh về những cái vùng hỗ trợ như thế này đó, cái vùng hỗ trợ như này mình đánh giá đây là một cái vùng hỗ trợ của Novaland đó, thì đây vẫn là một cái tích cực cho cổ phiếu Novaland nha. Và tiếp theo là GVR đúng không, GVR thì hôm nay các bạn mà thấy là vẫn đang tích lũy ở đây và đang gặp những cái vùng kháng cự như thế này, và cái cổ phiếu GVR này nó cũng ảnh hưởng mạnh, rất mạnh đến cái chỉ số chung nha. Tại vì chúng ta thấy là những cổ phiếu này nó nằm trong V50 cho nên là nó ảnh hưởng rất lớn đó, rất lớn. Và tiếp tục là chúng ta thấy là cổ phiếu PAO đó, cổ phiếu PAO thì sau khi tăng thì nó cũng đang có những cái điều chỉnh trở lại đó, điều chỉnh trở lại, và đây cũng gần là một cái hỗ trợ cho PAO tương đối thôi, thì chúng ta cần quan sát thêm đối với PAO đó, vào phiên ngày mai đó. Phiên ngày mai thì hôm nay các bạn thấy được là các cổ phiếu mà như các ngành bất động sản và ngành xây dựng thì nó cũng ảnh hưởng chung rất là lớn, như FLC đúng không. FLC thì các bạn và các anh chị thấy được là nó cũng có một cái sự giảm điểm, giảm điểm khá là mạnh, và một cái giao dịch hôm nay là cũng khá là đột biến luôn. Đó, thì hôm nay em thấy là giao dịch rất là lớn đối với cổ phiếu FLC, cho nên là em thấy là điều chỉnh về đây thì nó cũng gần sàn đúng không, cho nên chúng ta cần quan sát thêm đối với cổ phiếu FLC đó. Và thêm là cổ phiếu ROT đó, cổ phiếu ROT thì các bạn và các anh chị cũng thấy được là nó cũng giảm sàn, bất ngờ tăng trần rồi sau đó giảm sàn đó, giảm sàn, cho nên là chúng ta cũng cần quan sát ở những cái cổ phiếu dạng như thế này nha đó, các bạn cần quan sát kỹ nha. Đó, nhưng mà nó cũng là một cái cảnh báo các bạn, đó, cảnh báo cho các anh chị và các bạn đang nắm giữ cổ phiếu này. Và như Long Điền đúng không? Long Điền mình thấy là nó cũng đang có giảm khá là mạnh trong phiên ngày hôm nay. Rồi như là CI chúng ta thấy được là cũng đang giảm mạnh đúng không? Và như là CEO đó, CEO cũng giảm khá là mạnh đó, những cổ phiếu này ta giảm thấy là giảm sàn rất là mạnh. Rồi thêm DG đó, DG thấy hôm nay cũng giảm 4,4%, nhưng mà thấy là từ những cái vùng đỉnh đi xuống như này cũng giảm khá là nhiều, tăng trần rồi giảm khá là mạnh. Rồi như cổ phiếu mà như chúng ta thấy là 3A đó, 3A cũng giảm tương đối là mạnh và giảm sàn đó, thì những cái cổ phiếu mà mình thấy là trên những cái vùng cao như này thì đấy là cũng diễn biến khá là nguy hiểm đối với cổ phiếu 3A đúng không. Và thêm một cái cổ phiếu về ngành xây dựng đấy là VCG đó, VCG cũng giảm sàn trong phiên ngày hôm nay
Đó, bạn thấy là vẫn đang trong cái vùng tích lũy đúng không? Đó, giảm sàn về là cái vùng tích lũy của VCG. Đó, thì các bạn cũng cần lưu ý đối với các cổ phiếu mà giảm sàn như này. Đó, thì ta thấy là ngành xây dựng này cũng giảm sàn. Đúng không? Giảm sàn rất là mạnh. Đó, rất là mạnh luôn. Thì các bạn phải cần lưu ý nha. Và các bạn và các anh chị cũng thấy được là hôm nay cái ngành hóa chất cũng giảm rất là mạnh, thì trong đó thì các cổ phiếu như Đạm Cà Mau, đúng không? Đạm Cà Mau thì bắt đầu đang có những cái điều chỉnh khá là mạnh đó, những cái sự giảm mạnh và cái đà giảm mạnh này nó liên tục nhiều xảy ra đó, đúng không? Liên tục xảy ra. Và mình cũng đã chia sẻ mọi người về một cái clip về những cổ phiếu về dạng như thế này đó, những cổ phiếu LAT rồi BFC. Đó, đấy là giảm đang có một cái đà giảm rất là mạnh đối với những cổ phiếu về dòng phân đạm này. Đó, Đạm Phú Mỹ ha, hôm nay cũng giảm khá là mạnh luôn. Gần cũng gọi là gần sàn. Gần là sàn. Thì hôm nay thì chúng ta thấy là tích cực thì có về những cổ phiếu về như HVN. Đúng không? HVN thì thấy là cũng đang có những cái sự bật tăng, nhưng mà thấy là về cổ phiếu này nó vẫn đang trong một cái xu hướng downtrend đối với cổ phiếu HVN, cho nên là các bạn cũng mình thấy là cũng chưa kỳ vọng về nhiều về cổ phiếu này đó, cho nên là các bạn cần lưu ý đối với các cổ phiếu về ngành hàng không đó, ngành hàng không đó. Như Vietjet thì bạn thấy là cũng vẫn đang tích lũy thôi, cũng chưa có những cái diễn biến gì để thấy được là tích cực cả đâu, chưa có diễn biến gì tích cực hết, thì các bạn cũng cần lưu ý. Và hôm nay thì các bạn thấy là về các cổ phiếu về ngành dầu khí đâu, các cổ phiếu về dầu khí đó, về thị trường thì các bạn thấy là dầu khí đang có những cái sự tích lũy lại đâu, những sự tích lũy lại. Và nhìn về mặt dài thì nó đang gọi là mới vừa vượt qua những cái vùng cản, cho nên là khả năng thì nó sẽ có những cái đợt kiểm tra và test lại. Thì quay lại chúng ta là về các cổ phiếu về dầu khí như PVS. PVS thì các bạn và các anh chị cũng sẽ thấy là nó đang có những cái nhịp điều chỉnh về những cái vùng hỗ trợ đây. Thì mình thấy là về mặt dài hạn thì vẫn có khả năng nó sẽ điều chỉnh về lại những cái vùng hỗ trợ ở đây đúng không? Thì có khả năng là đây nó sẽ đánh nhúng về những cái vùng mà dưới đây, đó là cái vùng mà 26 năm cho tới vùng 27 như thế này của BVS nha. Đó thì các bạn phải cần lưu ý là nếu các bạn mua thì ta canh những cái vị trí đó để cho ta mua. BVD đúng không? BVD thấy là cũng đã tiệm cận vào cái vùng đỉnh đó, vùng những cái vùng đỉnh trên đây, những khu vực 32 như này, và đang có những cái điều chỉnh cũng khá là mạnh đối với cái cổ phiếu BVD này, và đây là đang điều chỉnh về đó. Nếu mà điều chỉnh thì chúng ta cần có những cái vùng hỗ trợ như cái vùng 28 285 vẫn là một cái vùng hỗ trợ tốt cho với cổ phiếu BVD ở đây ha. Đó, vùng 285 sẽ là một cái hỗ trợ tốt cho BVD đây. Thì chúng ta thấy là có cổ phiếu như OI như vậy. Đó, OI. Ôi, à. Đó, ôi cũng là chỉnh về những cái vùng tay là vẫn là những cái hỗ trợ như thế này, như vậy 17.5 nè, từ khu vực 17 cho tới 17.5 vẫn là một cái hỗ trợ tốt cho của ôi đó. Nếu các bạn nào vào sau thì chúng ta sẽ canh những cái vị trí đó để chúng ta vào được đối với những cổ phiếu như thế này nha. Đó. Và tiếp theo là chúng ta thấy là về các dòng ngân hàng rồi, đó chúng ta sẽ tiếp theo là những cái dòng bất động sản. Thì các bạn và các anh chị cũng thấy được là các cổ phiếu về bất động sản và xây dựng thì đang có những cái vẫn là trong một cái giai đoạn tăng mạnh. Thì mình cũng vẫn thấy là những cái giai đoạn này thì cái dòng này nó vẫn là tăng mạnh, nhưng mà
hôm nay nó có những cái đà giảm như này thì có khả năng là những các cổ phiếu về như bất động sản và xây dựng thì nó sẽ có thay phiên với nhau, đúng không? Thay phiên với nhau, vì chúng ta thấy là trong bất động sản thì nó có như bất động sản dân dụng nè, bất động sản khu công nghiệp nè, xây dựng nè, đó thì rất là nhiều, cho nên là nó có thể là thay đổi trong cái dòng đó để những cái sự bật tăng. Thì ta thấy là cũng như là các cổ phiếu về như VIX này, rồi Vinhome này, đó, rồi VRE nè, đó là những cổ phiếu nó vẫn nằm trong ở cái dòng bất động sản, đúng không? Nhưng mà đấy là những cổ phiếu mà chúng ta thấy là chưa hề bật tăng trong cái dòng này. Đó, thì cho nên là các bạn cũng sẽ cần quan tâm và để ý tới những cái cổ phiếu đó, và những cái cổ phiếu đó nằm lại năm trong VN50. Và bạn thấy là trong thời gian gần đây thì bắt đầu thì sự đụng kịp của VN-Index đối với VN50 đã gần như ngang bằng với nhau. Đó, cho nên là bạn thấy là như vậy thì bạn thấy là một điều là về VN50 nó đã tích lũy và chờ đợi cho cái sự cân bằng trở lại đối với lại VN-Index rồi. Cho nên là bạn thấy là như vậy thì các cổ phiếu về trong VN30 đã tích lũy một thời gian khá là dài, cho nên là các bạn thấy được là các cổ phiếu đó thì chúng ta cũng cần quan tâm như ngân hàng rồi nhà họ Vin như mình cũng chia sẻ từ ban đầu rồi. Nhìn chung thì thấy là ngành thép hôm nay cũng có một cái sự giảm điểm nhưng mà nó cũng không giảm nhiều đó, thì nó vẫn là đang tích lũy ở cái vùng đáy đó, đang tạo một cái vùng nền ở cái vùng đáy để tạo một cái sự bật tăng trở lại đối với dòng thép. Đó, đấy là về dòng thép thì đang có một cái sự tích lũy và bám được những cái vùng may như thế này, thì diễn biến thế này là khá tích cực, và khả năng nếu mà có tầm rơi vào khoảng hai tuần nữa, một tuần tới thì có khả năng là nếu mà vượt qua những cái vùng 160 này thì khả năng thì nó sẽ hồi phục được các bạn. Đó, qua tuần sau thì nó cơ hội hồi phục được, nếu mà nằm trên được những cái vùng như 158, 159 thì đấy là cơ hội nó sẽ hồi phục, có cơ hội phục vào tuần sau. Chúng ta cần quan sát tuần sau, một tuần hai tuần tới đối với dòng thép. Cho nên là nếu mà được thì các bạn có thể là quan sát và canh những cái vùng điều chỉnh như này để các bạn tham gia. Thì đây là những cái cổ phiếu như Hòa Phát, đúng không? Mình thấy là những cái điểm như thế này quanh là những cái vùng vị trí 4, nếu mà có điều chỉnh sâu thì những cái vị trí 45, 45.5 thì cũng là một cái tích lũy quanh để cho các bạn tham gia được đối với cái như là Hòa Phát này. Đó, Hòa Phát được nè, Hoa Sen nè cũng đang có những cái điều chỉnh và tích lũy nè, rồi Nam Kim nè. Đó, Nam Kim thì thấy là nó phải cần một cái nhịp chỉnh rõ rõ nét hơn, đúng không? Đó, thì Nam Kim thì ta thấy là cũng cần một cái nhịp chỉnh nó rõ nét hơn để cho tích cực hơn đó, hoặc là SMC chẳng hạn. SMC hiện tại là vẫn đang tích lũy tốt rồi, đang tích lũy tốt với cổ phiếu này. Đó là dòng thép, dầu khí, ngân hàng, bất động sản, và tiếp tục làm tay là về cái dòng chứng khoán đó. Tiếp tục là dòng chứng khoán thì chúng ta đánh giá được là dòng chứng khoán là cũng là một cái dòng là tiềm năng trong cái năm 2022 này. Nhưng mà đối với lại nhìn đó, nhìn chung thì các bạn và các anh chị thấy được là ở đây đó, về mặt dài thì cái dòng này nó đang gần ở những cái vùng đỉnh lịch sử, đúng không? Đó, gần vùng lịch sử cho nên là nó sẽ tiếp tục là tích lũy. Đó, về đây thì ta thấy là vùng đỉnh lịch sử, thì cho nên là những cái điểm này thì nó cần có thời gian tích lũy để nó có khả năng là tiếp tục đi lên. Đó, cho nên là ở đây thì các dòng này thì bạn thấy là nó sẽ cũng vẫn có khả năng chỉnh về những cái vùng hỗ trợ này trở lại một lần nữa. Đó là những cái vùng như là 83 này. Đó, đây là cái nhóm ngành chung nha. Đó, 82, 83 này. Đó, nó chỉnh về đây. Thì đây chúng ta có một cái số cổ phiếu như là AI chẳng hạn. Các bạn thấy là nó cũng sẽ vẫn có khả năng chỉnh về lại cái vùng này một lần nữa. Đúng không? Đó, trước khi nó kiểm tra để nó có sự bật tăng tích cực trở lại hay không. Rồi như SHS. Đó, thì chúng ta thấy là nó cũng đang tạo những cái vùng này. Đó, chúng ta cần xem những cái trend trong ngắn hạn như này của cổ phiếu SHS nha. Đó. Đó. Nhưng mà mình thấy là như thế này thì nó vẫn có khả năng chỉnh về đây thôi các bạn.
À, ta vẫn thấy là vẫn có khả năng chỉnh về đây. Đó, chỉnh về đây một lần nữa trước khi nó tích lũy tốt, đúng không? Tích lũy tốt để trước khi nó đi lên đối với lại các cổ phiếu dạng như dòng chứng khoán này. Đó, hoặc là HCM, HCM hiện thấy là cũng đang có một cái tích lũy bắt đầu khá là tốt rồi, sắp là tích cực đối với cái cổ phiếu này. Đây, VCI này. Đó, VCI hiện tại là đang có những cái tích lũy quanh cái vùng này, đúng không? Mình thấy là đang gọi là tích lũy quanh cái vùng này, đó. Và những cái điểm đáy thấp nhất hiện tại đang nằm ở đây, đó, đúng không? Và chúng ta cần quan sát thêm đối với cổ phiếu này, đó. Và những cái hỗ trợ tiếp theo của nó là nằm ở cái vị trí 62.5. Đó thì nhìn lại thì các bạn thấy là về các nhóm ngân hàng, đúng không? Nhóm ngân hàng thì mình cũng chia sẻ là các cổ phiếu mà nó có khả năng tích cực thì các bạn cũng sẽ thấy được là như là CTG, đúng không? Đã để điều chỉnh về những cái vùng gần là hỗ trợ nè. Đó, rồi như là VIP, đúng không? Quanh những cái vùng hỗ trợ này cũng sẽ là một cái điểm cho các bạn cũng có thể tham gia. Đó, cái vùng mà gần 44 nè, quanh khu vực 43.5 cho tới khu vực 44.8, đó sẽ là một cái hỗ trợ tốt cho VIB ở đây. Rồi như là bạn thấy như STB, đúng không? STB thì cũng đã chạm vào những cái vùng đỉnh thì nó đang cũng cần có những cái điều chỉnh về những cái hỗ trợ như 30.5 tới 31 thì nói là đó là cũng là một cái hỗ trợ tốt cho STB. Như HD Bank, đúng không? HD Bank đây là những cái cổ phiếu mà mình đánh giá vẫn là khá là tích cực, không? Vẫn là tích cực, vẫn đang nằm có những cái hỗ trợ tốt ở đây. Đó, thì các bạn có thể quan sát những cái vùng này nha. Ok, đó là mình cũng đã điểm qua thị trường và cũng có những cái góc nhìn đối với những cái cổ phiếu mà như bạn thấy là như là ngân hàng, đúng không? Đó, ngân hàng. Dầu khí thì nó cũng có những cái điểm mua cho chúng ta, có những cái điểm chờ mua, và dòng thép, dòng thép thì đang tạo đáy thì ta canh những cái điểm chỉnh đỏ để cho bạn tham gia. Dòng bất động sản thì ta thấy là về như xây dựng và những cái cổ phiếu bất động sản dân dụng thì nó cũng đã tăng khá là mạnh rồi, cho nên là khả năng thì mình thấy là nó có thể là đổi ngôi, đâu thay đổi về cái dòng này, vì chúng ta thấy cái dòng này nó rất là nhiều cổ phiếu trong cái ở đây, trong các dòng bất động sản rất là nhiều cổ phiếu, mà các cổ phiếu bất động sản lớn thì nó vẫn chưa hề tăng giá như vậy. Và dòng chứng khoán đó, dòng chứng khoán thì em thấy là điều chỉnh thì nó cần có một cái thời gian tích lũy, cho nên là nếu mà các bạn tham gia tốt thì ta cứ mua những cái vùng hỗ trợ như mình chia sẻ đó, thì ta thấy là nếu các bạn T cộng thì có thể bán, hoặc là những cái vùng đó thì các bạn có thể là nắm giữ được ha, nắm giữ được đó, cho nên là thấy là nó đi trong cái biên độ tích lũy thì các bạn thấy là khi mà tới mua hỗ trợ và lên những cái vùng kháng cự thì ta có thể chốt lời, đúng không? Ok, đó là chúng ta đã điểm qua được toàn được cảnh của thị trường và cũng như có cái góc nhìn về VN-Index và những từng nhóm ngành mà mình đã chia sẻ các bạn. Các bạn thấy hay thì nhớ like và nhớ share, cũng như là có thể là đăng ký kênh, ấn luôn cái nút chuông nhận thông báo sớm từ kênh ITP Club Channel, và các bạn cũng có thể là mở tài khoản với mình ở NI với cái ID là 1791, và cũng có thể là khi mở tài khoản và giao dịch thì các bạn có thể là join vào những cái room VIP của ITP nha. Rồi, cảm ơn các bạn và chúc các bạn đầu tư thành công và chúc các bạn một buổi tối ngon giấc. Bye và hẹn gặp lại.